Ê, ra đây, ra đây. Bữa nay tôi sẽ cho cô coi một màn nhào lộn. Bảo, ra đây mày. Nhào lộn cho cổ coi. Ủa, chứ không phải anh nhào lộn cho tôi coi hả? Không, nó đệ tử tôi, bữa nay tôi nhức răng quá. Nó nhào lộn cho cô coi. Tôi dạy nó đó. Bảo, lộn mày. Đó, thấy không? Bọn cường hào ác bá ở bển, tôi hạ hết. Thằng Quẩn bị tôi hạ nó bằng cái thế kim kê chuyển vực, con gà vàng vỗ cánh. Còn thằng Quẹo, tôi hạ nó bằng cái thế sông lông quá hải, hai con rồng ra biển. Còn cô biết thằng Quyển Hàm không? Cái thằng mà hồi đó hâm he, nó bắt hụt cô đó. Cái thằng mà hồi đó nó xiết nhà cậu Bình đó. Thằng đó đó, thằng đó ghê lắm nghe. Võ nghệ của nó đầy mình à. Vậy mà tôi đá nó học máu đó, bằng cái thế liên hoàn cước. Tôi đá nó một lượt 8 cái, hai cái chân tôi nó bay ào ào như phong ba bão táp chứ. Nghe một cái rầm, Quyển Hàm nằm một đống. Cậu Lễ dẫn về trị tội. Cha, chú hay quá ta. Trời, không hay sao được. Ủa, nhưng mà chú học võ ở đâu, với ai vậy? Cậu Lễ dạy tôi đó. Cậu Lễ? Cậu nói cái bọn cường hào côn đồ cướp của hại người đó, xài văn với nó như mưa rơi lá hẹ, trất quất hết à. Phải xài võ. Võ mà gặp tôi hả, là hết kỹ à. Vậy chú bảo hộ tôi về bển nghe. Về bển chi? Thì bây giờ bình yên rồi, mình về mình lo vườn ruộng cấy trồng lại chứ làm chi. Được chỉ quá ngon rồi. Tôi cuốc đất là hết kỹ rồi nghe. Cô nhớ không, hồi đó cậu Lễ không có tiền mua sách học á, tôi với cậu cuốc một buổi sáng là xong nửa mẫu đất luôn, lấy trọn bộ sách Tứ Thơ cho cậu học đó. Một buổi sáng mà cuốc nửa mẫu hả? Trời, chứ sao. Nếu mà ngon miệng tôi cuốc luôn mẫu đó, nhưng mà tiết kiệm sức khỏe, với lại đất trần ngay lắm. Chứ còn đất mà ngon lành tôi cuốc một ngày 8 mẫu. 8 mẫu hay 8 cuốc? Mà nè, cô tính về bển, cô có hỏi cậu Lễ chưa? Chứ cậu Bình ổng đổ trạng, ổng sắp về tới đây rồi đó. Cậu Lễ ổng cho đi đâu, ổng khó lắm. Làm bậy á, ổng nổi giận là hết kỵ luôn. Tuy cậu Lễ thương tình chăm lo đủ thứ, nhưng tôi nghĩ mình cũng phải làm cho vui. Chú nữa, chú cũng phải dành dụm để lo cưới vợ nữa chứ. Còn ông Bình hả? Ông Bình bạn thua gì? Cô nhắc tôi mới nhớ, con ba Cần Kiệm ở bển đó, nó cũng để ý tôi lắm đó. Nó để ý chú dữ lắm. Bị nhà nó có cây xoài trước đường nên nó sợ chú rinh mất. Trời ơi, cậu bôi bác tôi quá. Tôi rinh nó chứ rinh cây xoài làm gì. À mà cậu, cô Bụt Thanh muốn về bển, cậu cho tôi đi em. Cha, nhắc tới con ba Cần Kiệm cái lẹ lắm à. Ê, cô nói giùm nghe, tôi ra Tứ Vượng chút, chứ gặp con ba Cần Kiệm là hết kỵ luôn à. Chị Thanh, chị định về bển sao? Cậu Lễ, cậu bao giờ cũng là một người em chí tình chí nghĩa. Bao nhiêu ngày nương náu ở đây, chị đã sống với tâm hồn bao dung hiền dịu. Những ruộng vườn xưa lúc nào cũng khơi dậy trong lòng nỗi nhớ nhung chứng đầy trong tâm hồn. Khi nắng tắt ở cuối thu, sai xưa tâm tư
nhớ sao căn nhà em đẹp trong thôn xóm với bao nỗi thương thương. Em cũng muốn để cho chị về nhưng Lưu Huynh đã thi đỗ trạng rồi, chị ráng đợi ít lâu. Lúc gian lao chẳng nghĩ đến nhau, nay tôi đợi làm gì? Bản tánh thủy chung em chắc anh bình không quên người hữu tình. Cậu Lệ ơi, tuy lắm lý tương thương đã khắc ghi nhiều kỷ niệm, nhưng thời gian qua với cuộc đời nắng sương lần đận thì kỷ niệm ngày xưa cũng tàn phai theo tháng đời năm chờ. Phận hâm hiu của một mối duyên hờn, người ta đã chui từ một trái tim nồng nàn tình cảm thì đôi tay gầy quyết xây dựng tương lai. Sự hững hờ làm đau lòng người còn hơn sự nhẫn tâm của bọn cường hào ác ma. Nếu cậu biết tâm hôm nay đã bao phen rồi ra thì chắc cậu chẳng khuyên tôi chờ đợi kẻ vô tình. Em tin Lưu Huynh là người có tài có tình, em cũng tin chắc là anh ấy sẽ không quên chị. Cậu nghĩ vậy chứ chị thấy hoàn cảnh bây giờ khác xưa lắm cậu à. Chị Thanh, dù thế nào đi nữa với mối tình của chị em không thể để cho kẻ chặt và thủy chung phải ôm ấp mãi trong lòng. Làm nhạc nắng phai hồng từ mái lá đơn sơ mộc mạc, cánh hoa tình chớm nở đời dần dương. Nhưng đau lòng vì trời vẫn đêm đen dài giông tố cứ phủ phàng trút đổ, đã thử thách phong sương thì cuối cùng hoa phải nở chưa đậm đà hương cho rực rỡ khung trời. Cậu thương chị thì nói vậy chứ từ lâu rồi chị có mơ mộng gì đâu. Không, đối với anh mình thì ân tình rất nặng, chị phải gặp ảnh cho vẹn tình sao chứ. Cậu Lệ ơi, trong bão táp phong ba có nhiều cảnh hoa chưa nở đã vội tàn. Trong cái xã hội bạc đen giàu dân sang quyền dân quý thì có xa gì chút phận vui sướng. Lúc anh bình gia sản ngã nghiêng thì tình lân ly chỉ chia phần đau khổ. Lời không kiêu hãnh vì danh khi đắc thế được thời. Mão trạng nguyên thì dằn vặt tở vật trắng, biết ai còn nhớ đến chiếc đèn cuốn nơi xóm cũ. Chỉ muốn bình yên với cuộc đời lam lũ về ruộng lúa nương dâu luôn ấp ủ đắm tình. Không, Lưu Huynh là người có tình, không đến nỗi tệ bạc như chị nghĩ đâu. Cậu có cậu Bình, Trạng Nguyên tới. Cậu mau ra kinh tiếp. Anh Bình à, Lưu Huynh ta tới.
Dạ. Tệ nhân là Dương Lễ, xin kính cận tiếp kinh quan tân trạng. Đa tạ. Lễ tiếp khách của nhà quan phải có kẻ quỳ người mọp như vậy à? Chú Bịch, chú làm gì vậy? Dạ, con cá con kiến nó còn muốn sống, xin quan tha tội cho em nhờ. Ủa, chú có tội gì mà tha thứ? Dạ, dạ tội dọn cơm cho quan ăn. Chú định nhận tội thay cho kẻ khác à? Thôi, tôi biết rồi chú Bịch à. Chú không phải là kẻ bội nghĩa vong ân như những người tích trong quyền cao. Một phút làm quan nó quên hết bạn bè. Còn như chú thấy kẻ hàng gì chú đem dạ xót thương. Một dạ nhân từ không lòng sâu độc, không mưu giết hai người. Khi không có tôi vào nơi đây chú đã an ủi tôi. Chuyện ngày xưa tôi khắc ghi trong dạ, chú là người ân chứ không phải tội nhân. Dạ, ông thương tình xin thứ lỗi cho. Cơm hầm với cà chuyện cũ bỏ qua. Chú nên yên dạ, tôi biết rành tự sự. Cứ như ngày xưa chú gọi tôi là cậu cho có tình thân mật. Thôi, tân trạng đã miễn lễ, chú hãy vào trong. Dạ, cung kính mời quan tân trạng an tòa. Đa tạ quan phủ. Bẩm tân trạng, lẽ ra buổi tiếp nghênh hôm nay phải có đủ mặt của các quan cho thêm phần long trọng. Nhưng chắc quan sợ bài yến tiệc linh đình rồi dơ đi số tiền xây nhà cao cửa rộng chứ gì. Dạ không dám. Quân truyền đại yến. Thôi, khỏi phải yến tiệc linh đình làm gì cho nó nhọc. Ngày xưa tôi thất thế xa cơ, lang thang như kẻ ăn mày, nên cần hai bữa cơm bố thí. Nhưng ngày nay nhờ cái thâm tình bằng hữu đã dạy cho tôi một bài học, nên tôi đã có đủ áo mặc cơm ăn. Xin cảm ơn bữa tiệc của quan đó. Quan trạng từ chối như vậy làm cho tệ nhân đây thật ái ngại. Còn nếu quan có nghĩ tình thì xin hãy dọn một tô cơm hầm và một quả cà để tôi và quan cùng ăn cho nó thấm thía cái tình bằng hữu tương tri. Tân trạng là người vinh dự của triều đình, tệ nhân đâu dám bày điều thất lễ như vậy. Thất lễ, vong tình, vô ơn, bạc nghĩa là cái chuyện thường làm của quan lớn mà. Ông quan phủ à, tôi nhớ chắc chắn lắm, cũng tại căn phòng sang trọng này, ngày xưa tôi được dọn cho một tô cơm hầm và một quả cà, ngồi ăn dưới đất mà hai dòng lệ rưng rưng. Khóc tội cho thân và khóc để ăn năn vì trót trái tâm can cùng ai kia kết nghĩa kim băng. Tình nghĩa để huynh ta đã khăng khít ân cần, thương mà lo cho bạn sợ bạn chẳng đặng nôn, sợ thức ăn không vừa miệng, còn quần áo đổi thay ta lo từng sợi chỉ đường may, sợ cho ai kia thua bè kém bằng, sách vở bút nghiêng ta lo cho bạn mở trí với đời, không một chút nghi ngờ tình thâm giao kết nghĩa. Còn vinh dự gặp nhau đây, xin tất
tâm trạng hãy nói hết những gì uất ức của lòng mình. Dùng cho những lời nói của tâm trạng đây làm cho tệ nhân đau đớn trong lòng. Đau lòng à? Nếu quan phủ mà biết đau lòng thì ngày xưa đâu có đem tô cơm hầm và quả cà ra để bị bạc lưu bình. Lúc được cao sang thì quan đã chính nghĩa đoạn tình. Nay lưu bình này thi đỗ trạng nguyên thì quan lại tiếp tân bằng cao lương mỹ vị quan quân rằng hạt muối chia đôi nó cũng thơm nghĩa ngọt tình. Chớ có xa chi yến tiệc linh đình của một con người mà lòng giá bạc đen. Thưa tân trạng, thức khuya mới biết đêm dài, ta còn nhiều thời giờ để tìm hiểu nhau hơn. Tôi nghĩ rằng tình bằng hữu đến đây chưa phải hết. Ông quan phủ à, quan cũng biết rằng hễ nhân phi nghĩa thì bất giao, vật phi nghĩa thì bất phụ. Mũi tên đã buông ra thì làm sao níu lại, tình nghĩa kiếm bằng đã dứt thì nối lại được sao. Quan bảo rằng tìm hiểu, nhưng tôi biết thế nào mà tìm hiểu được lòng dạ của quan. Quan ơi, thủy để ngư thiên biên nhạc, cao khả xã hèn đê khả điếu, chỉ xích nhân tâm bất khả liệu. Tôi có thể bắn được nhãn giáng trời, câu được con cá sâu dưới lòng đáy nước, chớ còn lòng giá của bằng hữu tương tri thì lưu bình tôi không thể đo lường. Quan tân trạng, quan biết không, quan cho tôi ăn một tô cơm hầm và một quả cà là quan đã giúp cho tôi 3 năm mực mài nước mắt. Tôi mới hiểu được công trình của người dệt lụa quay tơ. Tôi nhờ quan đó chứ. Vì phiền, vì hận mà tôi vùi mài kinh sử, nhưng để cho đời, cho người, chứ không phải đổ đạt để được ăn trên ngồi trước mà phản bản khinh đời. Không phải tôi học đổ để trả thù, tôi không có tiểu tâm đó đâu mà quan sợ. Tôi nói ra đây là để cho quan thấu từng giọt nước mắt trong trái tim tôi khi quan đành lòng xem nghĩa đệ huynh chỉ bằng một trái cà thiêu và một tô cơm hầm. Quan tân trạng, thôi, bấy nhiêu đó cũng đủ cho quan thấy lòng giả của tôi rồi. Xin kiếu. Quan đã lưu huynh. À không, quan tân trạng. Tân trạng đã biết Dương Lễ này là kẻ khinh bạn cơ hàn, là phường giống ân bội nghĩa. Nhưng kẻ đã làm cho dời đổi cuộc đời của quan tân trạng không phải là Lễ này, mà là... Là ai? Là ai? Là người con gái đã quy tư cho lưu huynh yên tâm trao dồi kinh sử, để lúc hiển dinh trở về chốn cũ thì nàng lại bạc tâm cho tàn vỡ mộng thương. Kìa, Châu Long không, huynh hãy đứng yên mà mở rộng tâm hồn để tha thứ cho người con gái đã quên mất lời hứa hẹn chúng tôi. 3 năm dài cùng bóng trăng soi là em dâng lệnh dương lan lo cho lưu huynh đèn sông, để rồi hôm nay Châu Long chỉ còn là áo ảnh đã vào cuộc đời quên
Vậy ra Châu Long đây là... là vợ của người chồng muốn đem giải khôi nguyên đáp đền ơn người bạn cũ. Lưu đại huynh hãy sĩ giả nữa đi, cho đậm đà thêm tình bằng hương. Hãy chửi vào mặt của một quan tri phủ trong tình, dám xem nghĩa đệ huynh chỉ bằng một tô cơm hầm. Dám đôi bạn cô chỉ ra khỏi cổng để rồi chùa xót nhìn theo mà nước mắt đoanh tròng. Thói đầu thường bội nghĩa trong ân, cứ vật vật trả ơn, cứ nhân nhân trả quan. Những đôi với dương lễ thì ân và tình, nó canh cánh bên lòng đến muôn thuở không phai. Dương đệ ơi, mãi đến hôm nay huynh mới hiểu lòng Dương đệ qua bao dung, khiến lòng huynh luôn nấu nung. Bằng dương để đổi với huynh, nó dời dời muôn trùng. Ôi cao cả thay cho tình bằng hương, đã không gọi ân mà còn sĩ giá nắng lời. Quan trạng chưa quá bận tâm, bây giờ được sống vinh sang, để vẫn không quên cảnh cơ hàng. Sôi kinh nấu sự là nhờ ở nơi huynh, giúp em mới đã như vậy. Vệt lụa quay ta tần tảo đêm ngày, không một lời thở than. Lưu huynh, tình bằng hữu đậm đà, còn duyên tơ tóc yến thanh đang mong đợi, huynh nghĩ sao? Dương đệ nói sao? Yến thanh hiện giờ đang ở đâu? Chị yến thanh tình chờ đó từ bao nắng mưa, như đã vọng phố xưa mà huynh biết hay chưa. Dù diệu dời quang sáng, dù đắng cay phũ phàng, em vẫn chờ mong ai. Bàng hoàng lòng nhớ, nhiều năm tháng qua ta trót đã bê tha, nàng đau xót cho ta.
chưa đi qua. Mình đi tuốt qua luôn, mình đi tuốt qua luôn. Giờ hồi ngộ nắng thơ, sương ngát hương u